ຈັ່ງຕະຫຼອດມາຈູບຂ້ອຍສາຈະໄທຈຸມຸຍນັງຄອນເທັນໄທງ່າຍນັ້ນເຈິງນິໄຍອັນປີລະບຽບໃນການບັງກາດ SSID ຫາຍນັ້ນການອິນເນບົນອັບພລິເຄຊັນວີຊິບິລິຕີໃນເລືອກຣັກເກອັນລີເວີຊັນ 2.9.9 và tập dùng open browser ha, dùng log từ tam URL bảo vệ máu và tập mất tiết dùng chỗ từ dashboard dùng đặt username dùng đặt password thom đa máu ha, dùng click từ căn bị unleash ha, dùng những chỗ từ đó dashboard bảo record unleash những tài mật đồng. Ok, nơi khả năng này dùng review mơ về bản tạch máu nơi lơ khẳng lơ này khẳng lơ cái cứ internet và vì đã ta connected chẳng mê ta access point dùng bạn connect từ căn internet ha. Và tổng tiết dùng miền Wi-Fi network, dùng miền client, dùng miền access point, switch hay năng admin and service. Và chắc ngày năng dùng bà cạt SSID, chẳng dùng cho tôi khăn Wi-Fi network máu. Hay dùng năng khơn chung mua Wi-Fi đã dùng bà cạt cao vì dùng thư lực 1 đó nè. Nhưng bà cạt A và mùi rồi đọc Wi-Fi. Và A và mùi rồi đọc Wi-Fi cứ dùng chung mua chá. Lấy dùng chấp đoàn bà cạt chung mua thầm mấy mũi, nhưng đã chung mua thà new Wi-Fi. Sản phẩm new Wi-Fi dựng đã ở standard thông mà đá dựng đã ở password password bảo vệ thông mà đá anh chẳng á ná chẳng cái line encryption method nhóm chơi WPA2 hay nhóm đã password ở về thông mà đá. Ok và tổng mà tiết bông có nằm bay enable application visibility dựng ai cho tôi khăn ông cái line đi máu hay xâm ra VLAN property anh ấy cứ cái line cầm nọt cái line thế dương ai đã chấm nôn cái line và tao mà dương cho access control hay dương enable application visibility máu bong bổn application visibility cứ dương pra đầm bay ao nếu để client còn connect căn website nào mũi cứ dương đăng tha client còn pra lời kê tràn dương kê chẳng hết nè và trong bắt đầu bây dương enable rồi thấy dương chạm vào mà click từ lên bị ok máu chỉ cả sạch bạn chẳng dương chạm vào ban cho một wifi thầm mây mùi ấy và new wifi chẳng nhóm năng thơ ca khả nạch tự can new wifi thầm mây bao dương nằm bay ở dương đăng nằm bay dương châu tầm mơ ta computer nhóm pra website ấy khá và chẳng nhóm khả nạch tự new wifi mà hồi nhóm đã password thầm mây máu. Ok nhóm đã password và tầm mơ next. Ok ok chẳng bắt đầu bị nhóm khả nạch tự can wifi thầm mây bao nhóm rồi cháy nhóm châu tờ refresh dashboard bao nhóm làng vấn đảm bây dương châu tờ mơ application recognition bao dương ta computer bao nhóm bao tờ lơ website nạc là lại ní dương mơ client và client mùi nó cứ computer bao nhóm có bông ta connect tờ can via nó và connect tờ can new wifi nó dương mơ client đắng. Ok và tổng vật tiết đảm bây dương chọn đăng tha computer bao nhóm bao website nạc là dương ai châu tờ client admin and service hai châu từ cái line service và tổng mà tiết click application recognition và click cái line nâng máu dương nâng khơ nha nè và nhóm miền bao YouTube nhóm miền bao link xem xem hai cái line này nè nè tầng off nè nè đại nè tầng off nè click từ lưu website nè access từ lưu website nè vì nâng show website nâng tài mật đồng nè mình tha website à phía mình ra website ấy cái khơi nhờ lưu nâng tài mật đồng và ní cái này nâng đôi xa tại dương cho màu in bộ nâng cái này application visibility này ok chân xâm rạp ngày nâng cứ nhóm miên tập bằng nâng tế và xanh chứ mình chung ngọt lấy ai comment xuống ở trong video nâng bàn ô con chân chân rịp lìa.